Như ngày nay là do đứa tớ gái của bà 10 năm về trước chỉ cho. Vậy ngươi là ai? Liệu phu nhân. Trời ơi con tử, vậy mà tôi tưởng con tử che cái chuyện hôm qua này chứ. Dạ tiện nữ kính chào công tử. Thôi thôi, chỗ này đâu phải là chỗ khách sáo. À còn người này là ai? Dạ đây là họa sĩ họ Kiều. Vậy mà nhà ngươi có vẽ một bức chân dung nào cho Tú Anh hay chưa? Dạ chưa. Ngươi tự xưng là họa sĩ mà không vẽ được một bức chân dung của nàng thì thật là đáng ghét. Có phải không họa sĩ? Ơ kìa, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại bỏ đi? Thưa công tử, nói mà người khác không nghe, tức là mình không biết nói. Bắt buộc người nghe phải chấp nhận những lời nói của mình là đúng. Đó là thái độ của kẻ thiếu tự tin. Chào công tử. À, mày gan bướng à? Ta cho mày nếm mũi tên này. Khoan công tử, cho tôi xin. Ơ kìa, chú anh, nàng yêu quý tên gan bướng đó phải không? Liệu phu nhân, từ đây sắp sau tôi không muốn thấy mặt thằng họa sĩ ở nghĩa viện này nữa. Chú anh, phu nhân định là bao nhiêu mới có thể chuộc nàng? Công tử là khách hàng quen á thì tôi không dám dối. Dạ, Tú Anh đây, công tử cho tôi 600 lượng vàng. Vàng gì? Dạ, vàng y. Bà lại nói quá lố rồi, giá đâu mà đắt như vậy? Thôi, chỗ quen biết. Công tử cho tôi 580 lượng. Ta trả cho 400 lượng. Bằng lòng hay không thì khuya nay trả lời cho ta biết. Chú anh, đàn về bản ta nhúng rượu nào. Thưa công tử, xin cho tôi được từ chối vì trong người của tôi không được khỏe. Thôi, thầy đò bấy thế tiền bạc không vừa ý nên bắt đầu bạc bẽo với khách hàng. Được rồi, khuya nay ta trở lại đây, chừng đó mới biết kỹ chuyện này còn hay mất. Tú Anh, ta sẽ giải thoát cho con khỏi cảnh này. Thấy con khóc lóc chừng nào, thật lòng ta chịu không nổi. Ma cũng xúc động chứ con. Ta nhất định nha, 500 lượng này. Ít hơn á, ta để cho mày chết già chứ tao không tội gì đi bán lộ hết á. Phải không con? Phu nhân bán tôi càng đất tiền, càng thuốc. Mà ma buồn lắm con. Nhưng phu nhân cho không có lẽ lấy càng hay. Ủa, đâu được? Bởi vì tôi ăn một gạo ở đây nhưng không phải giáo đàn tề cất giọng ca suốt sang. Lệ thương đau đã chảy thành sông sầu biển hằng. Để cho tiền bạc của phu nhân chất như nón cao rừng thắm
chăm chỉnh nuôi dưỡng. Thì xin cho tôi nương nhờ trong kỷ diễn để giao đàn, để cái lễ nỗi niềm ấy quán cùng các chương tôn. Trong khi tôi chờ đợi người thương đem ra con kỷ diễn này. Ôi trời ơi, mày đợi ai? Đợi thằng quả sĩ rất mùng tôi đó hả? Thôi cho má can đi Tú Anh ơi, tụi bay ham biết dòng nghệ sĩ. Tao nói không tin cứ rớ rồi nó đâu biết. Người ta bảo rằng tôi đẹp, tôi ngoan, nhưng họ đã mua bán tôi còn xài hơn món hàng giữa chợ. Nếu là đồng sinh của tôi không được hôn nhân giúp đỡ, ta rằng tôi thắt đi để cho rừng nợ giang hồ. Trời ơi, con chết thì chết mẹ, sao con nợ nào ăn nói bất kiêu gì Tú Anh? Ta đành qua xem không nhiễm mùi ô trường, nhưng khi đài khơ cánh ra rồi. Mày muốn hại tao thì tao hại mày trước. Mấy cái nhỏ đâu, đem lọ toái đẹp tiền con Tú Anh lại. Khuya nay nha, mày nét mày tao mà. Ôi trời ơi, ôi trời. Cậu, cậu bận vẽ tranh hả? Điều gì đó à? Dạ. Có chuyện gì mà ngươi lại tìm ta giờ này? Tôi thấy trời mưa gió lớn mà cậu ngồi một mình nơi quan vắng thế này, sợ có điều bất tiện chăng? Phải, hiện giờ ta đang gặp điều bất tiện nhất là giờ này thể có mặt ngươi. Chịu gì, ngươi đã chẳng cùng ta phiêu bạc từ núi rừng cam túc đến chỗ dạch diều khe hở biển kinh. Dẫu giờ này ta có dừng chân nơi Hoàng Thạch Cương, một sơn thôn quạnh quẻ của miền Tô Châu trù phú, cũng chưa phải là tấm tình ta đã đổi. Thưa cậu, tôi đến đây làm phiền cậu là vì mấy bữa nay tôi ngồi chờ bán tranh, thiên hạ quá đông mà không ai mua một bức nào. Ôi đất Tô Châu trù phú gì đâu chỉ có tiền kém gạo cao, đã không kiếm được tiền trong nhà lại hết gạo, không hiểu tại lẽ gì. Thì cũng tại anh không bán được tranh, còn thắc mắc làm chi? Người ta có nhiều tiền nhiều bạc là để đi ăn chơi phung phí xa hoa. Hãy họ mua giùm một bức tranh thì cậu cháu mình cũng sợ khổ tâm, thiên hạ lo nhậu nhẹt, còn những người làm nghệ thuật gan ruột từng cơn. Ôi, đã theo nghề thì gắng chịu, tại sao lại trách phiền thiên hạ? Tôi cho cậu hay như vậy đó để tùy cậu quyết định, hoặc là mình dời đi nơi khác, hoặc là cậu cho tôi vừa bán tranh vừa mãi võ kiếm ăn. Xưa nay người ta mãi võ để thu tiền hoặc để bán thuốc, chứ ai mà mãi võ bán tranh. Dạ nếu cần bán thuốc tôi cũng bán được nữa cậu à. Chỉ cần một lít mật ong, một nồi cơm nguội, đọt chỗ đực, dây hát sữa với rễ buồn, mấy thứ đó mình cộng lại thành một lễ thuốc rồi, uống vô vừa bổ phế, vượt trường mà no nữa cậu. Cậu coi tôi làm thử nè nghe cậu. Tả lùi lên. Ê, bà con hỏi tôi lên đây lấy làm chi à? Bởi vì nhạn phai qua phải lễ tiên kêu, người khách giang hồ đi ngang phải dừng gót lễ danh thơm lưu quý lịa. Thế bà con hỏi tôi lên đây lấy làm chi? Thôi thôi, làm chi hoài. Anh lên đây phá tôi sẽ làm chi? Nè cậu à, tôi nghe thiên hạ đồn ở gần Can Lễ Kiều có kỷ diện Ngân Hoa. Trong kỷ diện Ngân Hoa có nàng Tú Anh, tôi thì dạo tì bà, và họ còn đồn rằng cậu dám mua một viên hồng ngọc rất quý để tặng nàng. Những lời đồn đại kia đều đúng hết. Chính ta đã tìm biết viên ngọc đắt tiền kia là vật gia bảo của cha mẹ nàng tặng lúc còn thơ ấu. Tiếc rằng giờ để tiền nông đã cạn, chưa thể chuộc Tú Anh ra khỏi chôn bụng này. Có lẽ ta về viện kinh để bán hết số tranh, rước nàng ra khỏi nơi nhơ bận. Thiệt hay chơi cậu? Tôi nói giỡn như nào chưa? Thôi về để ta tiếp tục công việc. Dạ thưa cậu, tôi về. Kìa Tú Anh, đêm đã khuya, đường núi gập ghềnh hiểm trở, có chuyện gì nàng lại bất chợt đến tìm ta?
nà không ngại vua rìu dư luận trong những cuộc gặp gỡ này. Thương nhân, dầu thanh lâu hay kỵ diện, người con gái vẫn là thứ làm chơi. Thế mà ân nhân lại rủ lòng thương tưởng, tiếng nữ còn kể chê đến tâm thân bé mòn. Chẳng ai về ân nhân, ân nhân có thấy ngại vua rìu dư luận hay chăng? Sống cuộc đời phiêu bạc, ta như ngọn voi giang hồ, đâu kịp đậu lại nơi nào để được nghe tiếng thì thầm của hoa lá. Như vậy thì sự có mặt của tiện nữ cũng không làm phiền ân nhân, như tiện nữ đã lo. Nàng cho nên khép nép hạ mình thái quá. Viên ngọc kia quả thật là đắt giá, nhưng đôi dây nàng là một lưu niệm đau con thờ. Ta muốn thấy nàng trang điểm môn trang sức ngày xưa khi hạt bụi chưa lao mình theo gió. Ơn quan nhân sinh bằng công tái tạo, dầu chết đi tiện nữ cũng đáp lại chưa vừa. Nếu tiện nữ bảo thân này chưa gần bụng nhớ, thì chắc rằng thân nhân sẽ không tin lời. Những người con gái trong kỷ viện thì nói gì đến tiếc trong giá sạch. Nhưng ta đã dò hỏi thuận hương thì ta đây rất tin nàng. Nếu ân nhân tin lời thật là điều đại phước, tiện nữ xin đi đầu mong người giang cho trước. Được theo quốc dân làm nô tỳ trọn kiếp. Nàng đừng tưởng rằng ta đây được giàu có hơn anh. Không thể được, vì ta làm sao có đủ vàng bạc để chuộc nàng ra khỏi tay Liễu Phượng Nương. Người hãy coi đi, đây là rối dột Liễu Phượng Nương ép buộc thiệp phải bán mình cho người khác. Thôi, thiệp xin nguyện một tháp đi tả lòng chi âm. Bèo mây đà tan tác, nói chi đến chuyện sắc cầm. Trong khuya vắng, tiếng đàn rung véo vắt, khiến lòng ta hồi nhớ thở tiền thân. Hình như đã một lần, tiễn ngữ kể lại cho ân nhân nghe hồi 3 tuổi. Đã nghe rồi, khi nàng lên 3, thì mẹ nàng bị người ta giết chết. Còn phụ thân nàng chạy thoát khi đưa con trai, nay đã 18 năm rồi. Tu anh ơi, dĩ vãng của chúng ta đều buồn te, nhắc làm gì cho não lừa cái xuân ta. Ta đã bắt đầu từ Cam Túc. Ồ, Cam Túc cũng là quê hương của tiện nữ. Ta đi suốt vạn lý trường thành, chân lãng tử đã quen nơi hàng giang tuyết nhiệt hải xa. Trôi dạt lên đất Tô Châu trù phú, gặp 1000 danh kỹ với giọng nói quê. Lòng bỗng dưng sinh thương mến lạ thường. Liêu ân nhân đã đem lòng đối tượng, xin cho tiện nữ bán chuỗi ngọc này rồi sẽ vì người mà bấm phím xô giang. Sẽ vì người mà thức đêm mài mực để người thân thôi đi vào nghệ thuật. Ô kìa, chẳng dễ đánh tiếp đi à? Chờ còn ai nữa? Ta muốn ghi lại nhan sắc của nàng để đem về xứ sở. Một mình ta, ta sẽ chiêm ngưỡng nơi núi lạ đồi xa. Dầu thời gian có làm chúa lá tàn qua, nét mực đó cũng không phai cùng bởi vì hình dáng của ai kia đã khắc sâu vào tâm tưởng trong những đêm trăng rùng đáy nghiêng sâu.
mình ta đôi bông mà nghe bất kỳ lũng cánh tàu. Gió bạc sương khuya sao lìa ngôi trên đỉnh biết tích mù xa. Lưng lờ rơi tiếng hạt hòa cùng khúc nhạc rừng thông. Ta nghe như giọng quán tiếng hờn của những người bên kia trời dĩ dàng. Kiều Lan ơi, tạo hóa trêu trêu xuôi chi cho mình gặp gỡ. Hai tâm hồn khô lè, hai dĩ dáng buồn thương. Kiếp không là gái thuyền quyến thì đâu nỡ mơ duyên với khách anh hùng. Tiếp như là loài chim đang trốn mùa hè đông yêu bóng sáng kia thấy một tia nắng nhỏ ở chân mây, lòng thấp khởi như xuân dội vàng vô tinh. Nhưng mây người chị đã tiếp rồi trùng trùng điệp điệp bông tuyết đi lấp đường bay. Ta muốn giấu nàng những điều ta mơ, nhưng lòng ta giấu được ai đâu. Ai làm cho đất ngọc chìm châu? 18 năm mối quan thường chơi. Rằng thôi đêm vắng tình dài, gặp nhau đây bỏ chuyện ngày xa. Tu anh ơi, đời như một giấc mộng dài, đang chim bao chớ tưởng ngoài chim bao. Ngỡ duyên ta nguyệt lão đã xe từ kiếp trước, nhưng kiếp này đã lỡ thì thôi hẹn lại kiên em. Chàng đã từ chối để tiếp sống cuộc đời lang bạc như thế này sao? Ngày mai này tôi tức tốc về biển kinh để ban một số tâm. Ban xong rồi tôi trở lại đây định đoạt hạnh phúc của nàng và số phận của ta. Thiệp ở đây thì đợi tin chàng. Nàng hãy vào trong yên nghỉ. Dạ. Có phải ngươi là Kiều Sinh? Dân chính tại hạ. Ta là Hạ Tử Lăng, dễ tướng của Đề Đốc. Chẳng hai ngày đến đây có chuyện chi? Kinh gì bức tranh của ngươi đã vẽ tặng cho người hải thiếp của Đề Đốc? Đề Đốc nổi giận à? Không, Đề Đốc cũng chiều ý ai nữ của nàng. Vì tiểu thơ sau khi xem bức tranh phong vũ của ngươi, nàng đem lòng mơ tưởng tới những cảnh đẹp mà nàng chưa trông thấy. Đề Đốc mới nghĩ cách lập lôi đài để tiểu thơ chiêu phu. Như thế thì đâu có liên hệ gì đến nghề vẽ của tôi? Liên hệ lắm chứ. Hiện giờ đấy còn nhiều kẻ muốn lâm ma lè hương hoa vàng ngọc quý, nên số đồng vì tên xin ân thi. Dù đã có trên 50 võ sĩ tài ba, phải mang chiến bại nặng nề. Riêng ý tiểu thơ muốn khách phòng được nguy nga, mà nếp phúc người thật là tài hoa, sẽ làm cho quần hùng đẹp già. Trong khi chờ đợi phân biệt thấp cao, nên sai thuốc hạ dược suối đèo đèo đến tận nơi miền sơn giá hoành để đón người về biển kinh đi thích nha. Vì vậy mau lên đường cùng ta đi ngay. Túc hạ, túc hạ ở lửa đêm nào tại chợ? Đường lắm lửa đêm, túc hạ về đi. Sau khi dặn dò người nhà tôi sẽ đến đón ăn. Ta nóng lòng chờ đợi, người hãy biết cho nhé. Túc hạ yên tâm nuôi gốc. Độc nhãn quái võ đại lâm, người có dám nhận rằng
đã hạ nhục tiểu hiệp đệ của ta Ngân Hoa Ký Điện hay không? À, ngươi lại biết đại danh của ta nữa à? Vậy mau mau quỳ xuống xin lỗi tiểu đệ của ta, ta sẽ tha cho mạng sống. Để không ngờ, không đầy 20 năm mà Võ Huynh lại thay đổi nhanh như thế. Hồi nào ở tòa sơn, Võ Huynh có tiếng là trưởng nghĩa khinh tài, tứ phương hào kiệt đều nể mặt. Vậy mà nay trở thành một tên cường sơn thảo khấu. Nhưng nhận ở lại Kiều Quế Phương. Kiều Quế Phương, ta nhớ rồi, Kim Âu Quá Hải Kiều Quế Phương. Nhưng tuổi của tôi vẫn nhỏ hơn Võ Huynh nhiều. À, nhắc lại đây, quá ra bạn hồi xưa, những ngày nay hai đứa chọn hai đường. Đàn em của ta mà nhà ngươi hạ nhục nó, đủ thế đi, giữ danh dự là hơn. Tước hiệu Kim Âu Quá Hải Kiều Quế Phương, như một thi hài một rửa bởi thời gian. Này Võ Huynh muốn làm cho nó hồi sinh, sợ giữa chúng ta mất cả mối thâm tình. Máu chúng mình tuôn đổ chẳng ích lợi chi đâu. Đàn em của Võ Huynh đã trêu chọc nàng Tú Anh đang thương ở Ngân Hoa Kỹ Viện. Sao Võ Huynh đi binh vực những cư chỉ thô lỗ đó? Nhà người đã biết Tú Anh rồi sao? Biết. Tên thật của nàng Chu Cẩm Huyền. Thở lên ba, nàng lọt vào tay Liễu Thuận Nương, bà ta mới đổi nàng là Tú Anh. Đã biết rồi, sao ngươi còn dở giọng đạo đức, lời đường mất mà bụng gươm đau. Nếu ngày xưa ngươi không giết mẹ nó ở Túc Kỳ Châu, thì ngày nay nó đâu sống đời bèo nước. Võ Huynh, cuộc tàn sát ngày xưa cũng có Võ Huynh trợ lực. Vì chúng ta không muốn những anh hùng hán tộc xuất chinh để hưởng bổng lộc của thanh triều. Chúng ta và bọn họ cùng cố chấp, trong khi xô xát đường gươm thế kiếm vốn vô tình, thì giọt máu chảy đầu rơi âu cũng là số mạng. Nhưng mà Ngũ Hạ vô cùng ân hận khi thấy mẹ nàng Chu Cẩm Huyền. Người mẹ nó bụng mang dạ chữa, để nhà ngươi xả đức làm đôi. Tu Anh ra đến kìa. Trời, Kiều Lan. Tu Anh ơi, một 20 năm trời, thanh tường kim sát nhân nằm im trong gió lạnh. Anh hùng bán ngựa học vẽ để sinh nhai. Sợ dĩ ta bao nhiêu cuộc đời này là ta muốn tìm mọi cách để âm thầm chuộc tội. Tội mà ngươi cần chuộc trước nhất là tội là nhật đàn em ta. Đó. Quá. Kiều Quế Phương, tài sức chưa phân biệt, ta hẹn với ngươi ngày này, tháng này, năm sau tại chợ Tô Châu, ngươi có bằng lòng không? Cho nhà ngươi sống thêm một năm nữa, mai ra ta khỏi tội giết ngươi. Đi đi. Vì chàng đã giết quá nhiều rồi, phải dễ không Kiều Lan? Chính ta là thủ phạm trong trận thảm sát ở Túc Kỳ Châu. Có phải lưỡi gươm kia đã gieo tan tục thảm sầu cho một gia đình đầm ấm, linh hồn mẹ tôi nghìn thu ôm hận, còn cha và anh có đâu? Cha và anh nàng không biết giờ này trôi giạt về đâu. Riêng thân này bị giam cầm chúng thanh lâu, xuân vân như trăng sầu qua muộn. Kiều Lan, chính nhà ngươi đã làm cho cuộc đời ta nhớ bừng. Nỗi buồn ta tươi thắm như ánh tà dương lấm lánh đỉnh nôn nhì đôi. Từ khi mùa xuân lửa đi đến tâm thơi này, thì thật ra đã quen làn gói độc của Liễu Thuận Nương. Rằng lũ bướm bông không thích nghe xuống lời ca tiếng nhạc, mà muốn dài người nhan sắc. Ôi đời này biết bao nhiêu kẻ dư tiền dư bạc, khó tranh nhau đứng trên bờ sống lễ mà nhìn chua tận mắt kia lạc đâu chìm. Sau khi lỡ đường thương vô đạo, ta ra bờ khe rứa
sạch máu quang cừu. Dòng nước long lanh dây trắng gọi đỉnh đầu, ta kinh tổn thấy gương mặt mình như thú dữ. Khi trở lại thì đứa bé lên ba không còn nữa, chỉ thấy thi hài người mến bạc nằm trên vũng máu tươi. Ta lo cho mẹ nàng yên thần mố rồi ra gươm vào vỏ lòng tự hứa. Dù cho chân trời gốc bể ta phải tìm cho được đứa bé kia để cho nó sum họp gia đình. Ôi đứa đào tơ mơn mởn xưa, rụng rồi vì đã chịu trăm mưa. Dù trăm mưa dội qua tan nát biết chăng nỗi khổ của một đứa con mất mẹ liền cha, của một người con gái bị đọa đày trong thị diện, đêm đêm ngồi nhìn mắt lúng trổ qua ánh vàng le lối giọt sầu rơi tiếp nối theo tiếng gượng đầu non ven cuối đêm. Tu anh, nàng không thấy niềm ân hận vô bờ bến của ta đâu sao? Dù niềm ân hận kia vô bờ bến, nhưng nỗi đi qua mẹ cũng dằn đặt muôn. Kiều Lan, đời đã chia hai ngả, xin đừng quên lại nhìn nhau. Tu anh, tu anh. Thưa phụ thân, trong số võ sĩ ghi tên hiện chỉ còn khoảng 5 hay 7 người, mà theo con chú ý thần sắc họ, có lẽ đó là những kẻ túng quá sinh liều, nên quyết thí mạng mai ra sẽ được hưởng ngàn vàng mà làm sinh kế. Không có cha mẹ nào đưa con gái tới lớn khôn lại đành đi gả cho bọn đó. Nhưng ta vô phước có một thằng con trai nó lại quan đàn, nên chuyện này ta mới trông cậy vào con. Chuyện gì đó phụ thân? Chuyện một mối thù đã lâu rồi, khi nào con chiến bại trên võ đài thì chừng đó mối thù của ta sẽ rửa được. Sao lại vậy phụ thân? Con thiết nghĩ chỉ có phái Tây Phương có nhiều tay anh kiệt, mà phụ thân đây lại là cái tên anh hùng. Con nhà gió phải bỏ tính tự kiều, và không được nản lòng khi thảm bại mới mong thành cái thế anh hùng. Phụ thân đã truyền lại cho nghi con tất cả tinh hoa võ thuật Tây Phương, mà bao nhiêu anh hùng đều kiếp mặt, ít ra con cũng có quyền tự tin, thằng con đâu phải dễ dàng. Nhưng mà theo luật đạo thái tự nhiên, tháng năm sẽ nở nhiều bông hoa lạ, biết đâu trong ngày gần đây con sẽ chạm trán với nhân tài. Con cũng ước mong. Người đó là ai, ở đâu vậy phụ thân? Ta không nhớ rõ phụ thân, vì trong cuộc so tài khủng khiếp ngày xưa đã diễn ra trong một đêm đông trăng sao đi dân. Trong khi giao đông, cha bỗng giật mình vì nghe có người gọi đến tước hiệu Kim Âu Quá Hải. Cha biết kêu rằng trận chiến sẽ thảm bại, nên cổng thạch thiết can chứ không phải giật gì. Kim Âu Quá Hải? Phải, đó là một tay kim siêu quần bạc tụy trong chôn giang hồ. Thôi, cha vào có việc, con hãy tiếp tục luyện lại mấy đường hướng. Kinh phụ thân. Thưa tiểu thơ, Kiều họa sĩ đã vẽ xong một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp. Tạ tuân quân, hình như ngài rỗi rảnh lắm. Thưa tiểu thơ, từ khi vào hầu dưới trướng của đại nhân, tôi không lấy gì làm rỗi rảnh. Có lẽ tiểu thơ muốn hỏi tôi tại sao còn nấn ná ở lại đây với câu chuyện vu vơ à? Tôi thành thật không phục tài ước đoán của ngài. Nếu đúng sự ước đoán để khám phá điều gì đã dĩ đem lại cho mình một chiến thắng hoặc vinh hạnh, thì cũng nên lấy đó làm vui. Đằng này, sự ước đoán của tôi chỉ để minh xác thêm một lần nữa địa vị thấp kém của mình trước con người Châu Ngọc. Khổ cho tôi đã trót sinh ra là loài người có nhiều tình cảm, tự biết tài hèn, địa vị thấp,
vậy mà sao vẫn còn mang một hoài bão lớn lao? Tạ tướng quân, tôi biết ngài muốn nói gì rồi. Chẳng hay tiểu thơ biết tôi muốn nói gì mới đây hay là đã từ lâu? Từ khi tướng quân tỏ ra không bằng lòng về việc tôi muốn mời kiều quả sĩ ở tận đất Tô Châu, tôi còn nhớ câu nói của tướng quân rằng nét quả của kiều tiên sinh không có chi là đặc sắc. Tiểu thơ, làm thân tùy tương cho yêu nàng mà bị nàng bạc đãi, cô đành mang tâm trạng của kẻ sắp chịu hình hình cái lưng như nhà giam. Dẫu biết rằng nơi đây người ta chỉ ban cho mình một đời sống tối tăm, nhưng không nổi, xích xiền vẫn đang yêu hân canh tay đau phủ thủ. Lòng đã xếp vô miệng long bào chờ sẵn đó, cùng ngờ đâu ngồi bao phải lạnh lùng vì công chúa chẳng đăng quan. Suốt đời tôi sẽ là tên linh ngữ lâm, đi phò ta một nữ hoàng luôn dân. Giờ đây tâm hồn tôi như hồ ban nguyệt lạnh lùng giá ngắt, như ngự quyển buồn thiêu tan tác cánh quan tàn. Công nương không còn xoay nhớ bóng dưới trăng vàng, không màng đến hương say bị thâm, thì hồ tôi đâu còn sao đồng quá, tôi còn cô sắc nương như mà chi. Lời nói của nàng như cơn gió biệt ly, tôi giặc những sợ ta đời mà mây nó đa tình buông đời cho thương dân lòng người. Tôi cũng không biết nói thế nào khác hơn. Còn về để gì thì để gì thấp chưa phải là miếng cớ để cho tương vương vui mặt trước tình yêu. Đó, lôi đài mà phủ thân tôi lập ra làm tấm biển chiêu phong, đâu phân biệt người hào hoa hay thô lỗ. Đã đành không phân biệt người hào hoa hay thô lỗ, nhưng võ đại kia là phiên trợ để cho quyền quyên chọn cách anh hùng. Trong khi đó tôi chỉ là một tên sức mọn tài hèn, từ khi võ đại dựng lên tôi ăn ngủ chẳng yên, chỉ e ngọn trước đường quyền của phường thô bạo, vì ham vàng rồng gái đẹp mà sắt thép chẳng nương tay, lỡ có bệ nào thì uống thay cho mọc đời ngọc dịp kim, khi trong khi tranh sức đua tài. Tướng quân nói rất đúng, nhưng tôi cũng tin rằng ít có ai nỡ dùng độc thủ khi một người nhi nữ tin sai lưỡi kim đường luôn. Dầu sao tôi cũng cảm ơn tướng quân về sự lo lắng đó. Cảm ơn, hai tiếng cảm ơn làm cho tôi cảm thấy mình càng thêm xa lạ. Từ đây sầu riêng một nhà, tôi phập phồng lo sợ gió sớm bao tình xuân. Vậy ngày nào tiểu thơ lên kiệu theo gót lan quân kinh, đừng ngoảnh lại nhớ đây nhớ buồn vì rơi bọt lệ u như vậy. Vì tôi không muốn cho ai thấu nổi sầu tê tái của người đang với cười đang với nói, nhớ khi đưa tiền ngàn châu cất bước đi lên đường du biên. Tướng quân đừng minh cho đó là điều thể tẩm, chẳng qua do duyên trời đó thôi. Đúng rồi, tất cả đều do trời định. Ngươi là ai? Sao không xuất đầu lộ diện? Muốn ta xuất đầu lộ diện, xin tiểu thơ cho biết có thể dùng qua duyên này để tranh tài thử sức và áp dụng đúng theo lời bố cáo của lôi đài chăng? Tiểu nữ nhận những điều kiện ở lôi đài, vậy mời anh hùng chỉ giáo. Xin chào tiểu thơ và tạ tướng quân. Nhà ngươi muốn tạ tử lăng, nhà ngươi chưa đủ tư cách đối đáp với ta trong chuyện này. Mời tiểu thơ. Xin tiểu thơ cho tôi được trọn phận sự người hộ vệ. Thực ta không muốn làm cái cớ cho nhà ngươi hy sinh tánh mạng để bày tỏ tình yêu,
nhưng biết làm sao, những kẻ si tình đều ngông cuồng như vậy. Hãy đỡ. À, kìa, Tương Quân, tỉnh dậy Tương Quân. Xin người cho biết phương danh với tánh thức lúc tăng tài. Ta với nàng sắp sống chết bị nguyên cơ quá nhỏ nhoi, cật chỉ phải tỏ bài tanh dành cho miệng đời mai mỉa chê cười. Chỉ cần tiểu thơ nên giữ đúng giao ước vừa qua. Như người chiến thắng ta hứa theo điều người muốn đòi hỏi. Nói ra giữ lời nêu qua bài chiến thì nàng theo ta. Hãy đổ. À. Thế nào? Hỡi kiều nữ đất biển kinh. Không, ta không bao giờ là vợ của mi. Ta không lấy chồng một mắt. Tại nàng còn nhỏ tuổi nên không biết rằng ở trên đời này thiếu chi kẻ còn đủ hai mắt mà chẳng thấy đường. Xuân chiêu nàng. Không, phụ thân ơi, phụ thân. Cái gì đó, nhà ngươi là ai? Vào đây để làm gì? Ngài hỏi ái nữ của ngài. Xuân chiêu con, có phải con đã thám bại? Dạ, phải y theo điều khiển trên lôi đài. Không, không. Khổ quá, con nít chỉ được cái trưởng thành trên đường tình ái. Còn bất cứ chuyện gì ăn nói ngược xuôi. Cứ theo lời con gái của lão phu thì lão phu đó là tướng sĩ đầy quá tài cao. Nhưng tại sao con xuất hiện ở lâu đài để lão phu có hồng hành một chút? Những cái tiêu này lấy chung dũng lầm. Nếu ngài muốn một đích chẳng có gì, miễn được nền cao cỡ như tiểu thơ. Ca sĩ cứ tình lời nói của lão phù, để lão phù định giao một đôi đường. Tôi đã sẵn sàng mời đề đốc ra tay. Đừng, đừng giết cha tôi, đừng giết cha tôi. Giết đề đốc thì lấy ai chứng kiến cuộc hôn nhân của ta? Ca sĩ, dù sắc giữa người không vẹn toàn, nhưng tài ba kia cũng xứng đáng lắm. Lão phu nhận cho Xuân Tiêu nó được hầu hạ bên người, chẳng hay phương danh quý tính là chi. Đề đốc có nhận lời, quả thật là con người có sĩ khí. Tôi cũng chẳng tiếc tên họ làm chi. Tôi tên là Võ Đại Lâm, tước hiệu Độc Nhãn Quái, vốn lấy nghề trộm cướp làm kế sinh nhai. À, thế ra ngươi là Lục Lâm Thảo Khâu à? Thà con chết còn hơn vào tay phụ Thảo Khâu. Nhìn biệt phụ thân. Xuân Tiêu, chết làm gì cho uổng thâm thân ngà ngọc. Ta đến đây không phải để chiếm một Xuân Tiêu. Thực ra là cốt yêu cầu đề đốc trả lại cho tôi một người con gái. Cao sĩ đòi một người con gái? Phải, nàng là con nuôi của Mũ Tú Bà Liễu Thuận Nương tận đất Giang Nam, mà tên công tử bột trong nhà này trả giá chưa xong xuôi đã vội vàng bắt cóc. Tên nàng là Tú Anh. Dạ xin phụ thân tha lỗi, trong thư phòng con có vô một cô gái gì con nể lời gia huynh. Lôi đầu nó trả lại cho người ta. Dạ. Thằng cút cả kia, có giết được ta mới mong đòi lại Tú Anh. Chú Thiết Ca, đừng giở trò đại nghịch. Còn bất hiếu, ngươi đã quan đạt chi địa còn gieo tiếng sâu cho ta ở tận đất Giang Nam. Viên hồng ngọc này con đeo nó từ lâu, con trả lại để trang điểm cho Xuân Tiêu. Thiết Ca, thưa phụ thân, mẹ con mất, em gái con lạc loài, con lại bất hiếu, nhưng con không muốn cả nhà họ Chu bị sỉ nhục vì tên Lục Lâm Thảo Khố này. Phụ thân, phụ thân đã cản không cho con sống chết với hắn. Thà con rời bỏ dinh này cho khỏi thấy mặt bọn gia nhân. Kia rồi, nàng Tú Anh, hãy theo ta về đất Tô Châu, theo Liễu Thuận Nương nóng lòng trong đợi. Võ Đại Vương ơi, thà rằng có mặc áo vải quần bố đi làm thân tỳ nữ, chứ không vui gì lắm rực rỡ ở Thanh Lâu. Trăm lại thượng quan, ngàn lại thượng quan. Lại lúc làm gì? Ta không muốn một quân kỹ diễn là quen ô quê phòng con gái ta. Tiểu thơ ơi, tôi vui đồng gian lại. Xin tiểu thơ rộng lòng cho tôi được khỏi lòng. Nà, chớ nói uổng lời. Họ đã ngoảnh mặt rồi đó. Ta để cho nàng điều cứ hết lời. Thấy chưa, giữa chúng dập nhiều xe ngựa, không còn ai đổi là cái thương ai. Đi về với ta đi. Không, người hãy giết ta đi. Giết ta, nếu nào muốn. Bớ người ta, ai có giúp tôi bớ người ta. Giang ra. Nào thấy chưa, ai cũng ghê tởm nàng cả, còn kêu cứu làm gì nữa. Võ Đại Lâm, không thích chờ đợi thêm một năm nữa, mình bắt đầu tranh tài cao hạ tại chỗ này. À, chết tội rồi. Kiều quê phương, tước hiệu Kim Âu Hoa Ước. Kìa, kiều
sinh tên tổng của người là Kiều Quý Khương à. Lão phu thật có mắt mà không chồng, không ngờ Kiều quả sĩ lại có võ công thâm hậu như thế. Trước khi chết, Võ Đại Lâm có nói tới Tước Thiệu gì mà lão phu không nghe rõ. Bẩm đại nhân, đó là Tước Thiệu Kim Mâu Quá Hải. Kim Mâu Quá Hải. Dân, chính Võ Đại Lâm là tay kiếm đệ nhất trong chốn giang hồ ngày xưa. Với Tước Thiệu Kim Mâu Quá Hải, hắn gây không biết bao nhiêu là tội lỗi. Sao hắn bị một kẻ vô danh làm đuôi một mắt, nên khách Võ Lâm tặng là độc nhãn quái tới bây giờ. Tôi sẽ cho gia nhân bằng thì nó ra muôn mảnh với hải giả khâm hợp, vì nó đã nhẫn tâm hạ sát vợ con tôi, gây nên thảm cảnh loạn trường, mẹ lìa con, vợ lại xa chồng. 18 năm trường tôi nặng mang tù hành, đến giờ này mới được Kiều xin trả dùm họ chú tôi mối thù trong đây. Ơn nghĩa vậy tôi xin chi già, biết lấy chi bao đắp cho tròn. Nếu thượng quan có lòng đại lượng, tưởng đến tôi phận thấp hèn mòn, xin nhờ ngài đã ơn chiếu cố cho chú anh nương một thời gian. Hạng gái đồ xanh nhớ bẩn tội tàn, sau ngày bận lòng nhập sức lao tâm. Tôi sợ công tử làm phiền lụy đến nàng, nhờ tiểu thơ dùng thương xót phận hồng nhan. Kiều tiên sinh, dạ, cứ xem cách hạ thủ của ngài thì có lẽ những chuyện xảy ra ở Quy Viên này đều không lọt khỏi tầm mắt của ngài, phải vậy chăng? Nghĩa là ngài để mặc cho cha con Tạ Tử Lăng phải chết, mặc dù cho cha con tôi bị nhục trước tên Kim Âu Quá Hải, rồi đến khi Tú Anh sắp lâm nguy, ngài mới chịu ra mặt để cứu nàng. Thưa tiểu thơ, đó chỉ là những lời phỏng đoán. Nhưng nếu giữa Tú Anh và ngài không có tình ý, thì ngài lưu nàng ấy để làm gì? Tôi nhất định đuổi nàng ra khỏi nơi đây. Sao? Nếu tiểu thơ nhất định đuổi Tú Anh thì tôi đây sẽ tình theo về ngài ở tận đất Âu Châu. Vì sao ngài theo về đi? Đường dặn dặm thân nàng cô độc phải nuốt bụi ban ngàn, nguy hiểm muôn vàn. Ôi sung sướng cho nàng ta nhan sắc đôi ta, vào đan lầu xanh nàng cũng được người ta quý trọng. Tôi có bổn phận giữ nàng dù phải quên. Đường đi xuống giang nam Tú Anh phải băng ngàn lướt bụi, nhưng mà nàng đã đi vào lòng của tiên sinh, chắc phải trèo non lặng suối bụi băng đâu. Nhan sắc kia có một sức kia mầm nhiễm màu, đã làm tan hết cây trong trên đường thiên lý, để đi vào cũng tâm tình yêu. Dưới gột ngọc nở vương là thảm nhung dịu dàng mát rưỡi, đằng kia một vị vua đang mở lòng phơi phới, đang vòng tay đón đợi mà ca ngợi ai kia sao đã mỹ thiên tiền. Tôi là kẻ giữ giường lơ đà, để qua kia sớm chiều mấy lần mưa, làm lỗi ấy làm tôi ân hận, nên tôi không đành để tàn rụng quá xưa. Nàng bảo tôi là một vị vua dân, một vị vua cô độc, ngôi chân hậu kia là bút mực vì yêu tân nên vua chẳng lâm tiều. Kiều tiên sinh, dạ, nếu ngài có ra về với Tú Anh thì tin mang theo hết những bức tranh, vì tôi thân người ở tận chốn giang nam lưu lại tình chút kỷ niệm vàng. Tiểu thơ, tuy tiểu thơ phiền mà nói vậy, tôi cũng khó dân lời. Từ đây nơi đất biển kinh nhộn nhàng ta mà, có người khép phòng thuế mà thương nhớ gian nhân.
nhớ thương vị thần quả sĩ thối đó. Nhà ngươi hãy lìa khỏi nơi này ngay. Dân, xin công tử vui lòng cho tôi đem nàng Tu Anh theo. Không, anh phải đợi lệnh phụ thân, không được đuổi tiên sinh như vậy. Ta đuổi hắn nhưng giữ Tu Anh. Tôi đuổi Tu Anh nhưng giữ tiên sinh lại. Chỉ có cách là tôi tìm đề đốc để ngài quyết định chuyện này. Không, Kiều Sinh, Kiều Sinh. Xuân Tiêu ở lại đây, chạy đâu? Công tử, tôi sẽ không theo kịp với hướng về Giá Lâm đâu mà người lo. Đừng cản tiểu thơ lập chí nữa. Tu Anh, ta đã làm điều không phải với nàng, nhưng tội lỗi của ta có lẽ cũng giảm đi phần nào, vì ta đã đem nàng thoát khỏi lòng sân. Công tử, tôi cảm ơn công tử đã đối xử lễ phép với tôi trong thời gian tôi bị công tử bắt cóc. Nên tôi nghĩ đến một điều là ân thần gửi phận trao duyên. Chúa công tử vui như ân tình kết cùng hòa luôn. Thương lượng còn ba sinh. Ôi nàng đã ban bố cho tao một nguồn lạc quan hạnh phúc nhất trên đời. Vậy nàng chưa đổi thay lời mà ta mang hận sầu không dối. Nhưng công tử phải nghe theo hai điều kiện của tôi phân bài. Phải hạ sát tức thời tên quả sĩ Kiều Quý Phương. Thật lạ lùng thay một chuyện trơ trêu của lòng dạ đàn bà mới yêu thương đậm đà bỗng qua hận thù sâu xa. Ta cũng nghe theo nhưng nghĩ kỹ ra thêm nhục với lòng mình giết một kẻ vô tài không đáng mặt người kiếm si. Công tử đừng lầm mì tưởng rằng điều quả sĩ không phải cùng anh. Trước kia hắn từng nổi danh một cử phách giang hồ gió lâm. Quế Phương hãy chuẩn bị. Kiều ca sĩ xin xin đề đốc hãy an lòng. Xong rồi xin mời công tử. Mì phải chết. Công tử, công tử, Kiều Quế Phương đã rất kiếp rồi, phải tha cho. Kiều Quế Phương, nếu nhà ngươi muốn sống thì hãy cúi đầu thi lễ gọi là tạ ơn cải tử quần sinh. Thưa công tử, tôi xin cúi đầu thi lễ ba lần. Lần thứ nhất tôi tạ ơn người đã ban sự sống cho tôi. Lần thứ hai tôi tạ ơn dài nghĩa nặng của ai vì xúc động. Càng đường gươm cứu cô nhân hoàng mang. Cần thông ngươi đã bỏ mình để đòn lại tôi. Và đây là lần thi lễ thứ ba, tạ ơn người chết đi vừa qua. Là kim mâu qua hải cựu thù xin thành kính nguyện cầu. Nay tôi vẹn toàn danh dự nghi ân quán đà phương. Cô Tú Anh, người ta nói bằng cùng sanh đạo tạc, còn tôi thì không thành đạo tạc nhưng mà nghèo quá hết sợ xấu rồi. Bây giờ cô đã hết thương cậu tôi, thôi cô cho lại viên ngọc hồ trước để tôi đem bán làm lộ phí. Chuyện gì? Đó là vật gia bảo của cha mẹ tôi gì mà. Nhưng đã bị Tú bà đọa, cậu tôi phải đổ mồ hôi xót con mắt mới đủ tiền chuộc lại cho cô. Kiều Lan, đây tôi trả lại người viên ngọc. Tú Anh, ở đâu nàng có viên hồng ngọc này? Phụ thân ơi. Ủa, song thân nàng hiện giờ bao nhiêu niên kỷ, cư ngụ nơi nào? Thưa thượng quan, mẹ tôi đã mất tại Túc Kỳ Châu lúc tôi mới lên ba, còn cha và anh cũng được là phương nào. Tú Anh có phải là tên thật của nàng không? Tú Anh chỉ là tên của mộ liễu thượng nương đặt cho tôi nơi kỷ viện, chứ tên họ thật của tôi là chú Cẩm Luyện. Cẩm Luyện, con, giá đây nè, Cẩm Luyện con. Phụ thân, phụ thân. Bờ mũi ơi, nếu không nhờ viên hồng ngọc thì cắm bèo còn xuôi theo nước cho đến khi tan tác giữa khơi.
giờ anh đây sẽ làm cho quen hóa thường. Mỗi khi nhớ tới những lời đẻo nghiệp tiêu qua, những nụ cười đã lơi dâm đàn, anh vô cùng hổ thẹn vì đã phụ quả với liễu xuân lưu. Mà ngay trả giá em như một cái món hàng giữa chợ ngày chiều ngày đã tiêu đường son tấm. Cẩm Liệt, cha không ngờ con còn sống đây. Cha không ngờ kinh cha đã xua đuổi con, kinh phi con. Bởi vì con đã trưởng thành trong một chỗ đáng nguyện rủa kinh khi. Đối với sự kinh khi của thiên hạ thì lời lẽ của cổ thân còn nhẹ biết bao. Riêng con người quý trọng con đó là tráng sĩ họ Kiều. Từ khi con lọt vào tay của Liễu Thuận Nương tận miền Tam Túc, lưu lạc trên giang nam thì Viên Ngọc cùng mẹ cha ngày xưa đã bị Liễu Thuận Nương cướp đoạt. Nếu không nhờ Kiều tráng sĩ chuộc lại thì gia đình ta đâu có cảnh ni tái hộ trùng quan. Kiều tráng sĩ dở lẽ ra thì người đây là đại ân nhân của gia đình lão phu, chính người đã chuộc lại vật gia bảo cho Cẩm Liễn, mà giết tên Kim Âu Hoa Hải cũng chính là người. Lão phu xin quy đầu đa tạ. Chú Thiết Tăng này xin đây đầu tạ lỗi với Kiều Tông Quynh. Một ân nhân mà mấy đời họ chú không bao giờ quên được. Ước chi Kiều Tông Quynh mãi mãi là người thân thiết, thì tôi cũng ráng mặt nở mày vì sớm hôm tôi sẽ được kề cận một người đàn anh trai. Thiết Can con nó nói rất hợp ý lão phu. Lão phu cũng mong sẽ lưu Kiều ân nhân ở đất biển kinh này càng lâu càng tốt, chẳng hay con ý như thế nào? Thượng quan và công tử cho dùng hai tiếng nghĩa ân mà gọi đến kẻ hèn này làm chi nữa. Khi máu Kiều quê phương tuôn đổ là kể như đã chấm dứt mọi ân nghĩa quán thù. Tôi chỉ là một Kiều quê phương xa lạ, một con thuyền tạm ghé, chim sẻ lìa cành vì khát khao trời rộng, thuyền lại ra đi đi thương nhớ sông dài. Kiều Lan bông câu về Tam Túc, bụi mờ nơi đây kinh quán thù gây một phút xa nhau là đã đành. Công tử ơi trận giao đâu vừa rồi tên tuổi Kiều quê phương không còn nữa, tôi chấm dứt nghiệp võ công trong chốn giang hồ. Tôi xin tặng người thanh trường kiếm để nghe gọi là một chút khi lưu tình. Thuở xương xanh Kiều quê phương đã hạ sát không biết bao nhiêu là anh hùng hào kiệt. Giờ đây tôi chỉ muốn rửa chân nơi dòng suối bạc
dạo mắt đỉnh non xanh và nghe nhìn xuống khỏi nhân sinh qua hơi đằng sương mù. Kiều lắm chẳng đã biết hay sao? Thưa tiểu thơ, bây giờ tiểu thơ là ân nhân của tôi. Xin tiểu thơ hãy hiểu dùm tâm sự của kẻ này. Nếu ân nhân đã nhất định thì dầu sao cũng để kiếp căn này đã lâu. Và sau đó là để tâm luyện tiến đưa. Ôi đâu tiếng đàn xưa biết ngón tay mình rỉ máu. Khi mà cùng thi âm bài giải lỗi tâm tiểu thơ, khi đã gọi là tri âm tri kỷ thì sự ở ấy đi có bằng biểu gì mà lưu ý quan tâm. Tại hạ xin cáo biệt quan đề đốc và công tử, xin kính chào tiểu thơ. Kiều Lan, vì nhau xin giữ bức tranh này không hẹn mà chớ phụ ai. Lòng suối đã mài đau ngón mùa, đường quá chuông hẹp nhớ thương dài.